Tại Đồng Nai, Công an huyện Long Thành vừa bắt đối tượng truy nã Trương Hữu Ngọc, 36 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tội cố ý gây thương tích sau 14 năm lẩn trốn. Theo hồ sơ công an, ngày 31 tháng 10 năm 2010, do mâu thuẫn trong sinh hoạt tại ấp 8, xã Bảo Cảng, huyện Long Thành, Ngọc cùng với nhóm bạn đã dùng hung khí đánh anh Hoàng Đức Vương, 37 tuổi, ngụ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, gây thương tích 34%. Sau khi gây án, Ngọc đã nhanh chân bỏ trốn. Truy bắt Ngọc không có kết quả nên ngày 2 tháng 7 năm 2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Long Thành đã ra quyết định truy nã. Mới đây qua các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Long Thành đã bắt được Ngọc khi đang lận trốn trên địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.